bạn trai hoảng hốt vì Ngọc Lan tuyệt thực đợi xin lỗi. Mấy ngày gần đây, cái tên Ngọc Lan và Lê Bê La đã trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Lý do là diễn viên Lê Bê La bất ngờ tuyên bố sẽ không đóng phim nào có Ngọc Lan tham gia. Trong lúc dư luận còn đang xôn xao thì trên Facebook, Ngọc Lan có chia sẻ một status khá dài về việc vịt không thể biến thành thiên nga. Mặc dù status không nhắc đến tên Lê Bê La, song nhiều người và nhiều trang tin đã cho rằng Ngọc Lan đang đá xéo nữ diễn viên trên. Điều đó khiến Ngọc Lan nhận phải những lời bình luận thiếu thiện cảm từ phía fan của Lê Bê La và một số cư dân mạng. Đến ngày 15 tháng 6, Ngọc Lan mới chính thức chia sẻ với báo chí về những ồn ào xoay quanh mình và Lê Bê La. Theo Ngọc Lan, có thể Lê Bê La bị khích chứ không trả lời như vậy. Còn về những status bị cho rằng ám chỉ tấn công Lê Bê La của mình, Ngọc Lan khẳng định không phải như vậy. Trong trường hợp muốn nói, cô sẽ thẳng thắn. Để phản ứng mạnh mẽ trước những lời đồn đoán và phán xét sai lệch về mình qua những status đó, Ngọc Lan đã tuyên bố sẽ tuyệt thực cho đến khi nhận được lời xin lỗi. Nói là thực hiện, theo lời kể của người yêu cô, diễn viên Thanh Bình, thì hai ngày hôm nay Ngọc Lan không hề ăn uống gì cả. Điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng lo lắng và viết một bức tâm thư khá dài đăng trên Facebook để chia sẻ cho rõ ràng mọi chuyện. Thanh Bình viết: "Tôi định sẽ không viết gì về những rắc rối trên Facebook của bạn gái tôi mấy ngày hôm nay, nhưng có lẽ tôi sẽ nói ngắn gọn thế này. Thứ nhất, Lan nóng tính nhưng thẳng thắn, nhưng không đồng nghĩa là có chuyện gì cũng cho qua được. Khi có một ai đó thiếu tôn trọng, việc đó sẽ chẳng là gì nếu như nó không khiến cô ấy suy sụp tinh thần rất nhiều. Thứ hai, tôi sẽ không đào sâu về sự việc này vì cơ bản tôi thấy cả hai đều không phải là nguyên nhân. Ai cũng có thể đúng và cũng có thể sai. Chỉ có những thiệt hại về tinh thần cũng như sức khỏe của người trong cuộc mà thôi. Còn vẫn có người hả hê vì đã dấy lên được sự việc này, càng trầm trọng họ càng hả hê. Hai ngày nay tôi thấy Lan không ăn gì, ép kiểu gì cũng không ăn, tôi mới biết rõ là Lan không nói chơi. Và đây cũng là nguyên nhân tôi viết ra những điều này vì nó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến người tôi yêu thương. Như tôi vẫn hay nói với Lan, ngoài kia ồn ào và phức tạp lắm, buông bỏ bớt để về nhà bình yên hơn. Nhưng có lẽ do tính Lan quá bộc trực, dễ nổi nóng, cô ấy cảm xúc mạnh hơn người bình thường. Nhưng chung quy lại thì Lan chưa bao giờ hại ai hay gây ảnh hưởng gì đến ai. Vì vậy, tôi vẫn nhắc Lan bớt trả lời những comment bẩn gây hấn lại, vì mình là người được nhiều dòm ngó hơn bình thường, nên dù trả lời thế nào cũng không thể làm hài lòng được tất cả. Tôi nhận thấy Facebook nó làm cho con người ta dễ dàng bày tỏ mọi thứ, dễ dàng bình phẩm, đánh giá, dễ dàng bộc lộ bản chất xấu của con người, dễ dàng mọi thứ. Nhưng ẩn đằng sau cái màn hình đó có khi lại là một kẻ bất tài, một kẻ hèn nhát, một kẻ muôn đời sợ đám đông, hoặc tệ hơn là một kẻ bệnh hoạn hoang tưởng. Dù chuyện có trầm trọng đến thế nào thì cũng chỉ là những lời chửi bới, bười móc trên mạng mà thôi. Còn hàng ngày mình vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống của mình thôi. Cái mình cần bây giờ là cứ sống tốt, sống vui, sống thoải mái mà chẳng làm hại ai thôi ni à. Ai yêu mến mình thì họ hiểu tích cực, còn không yêu thì để họ qua một bên thôi. Đường mình cứ bước thôi. Mong em bình tĩnh và quý trọng sức khỏe của mình. Anh sẽ luôn bên cạnh em, vì sau tất cả những gì em đã trải qua, em xứng đáng được sống hạnh phúc. Tôi mong muốn chuyện này sẽ kết thúc bình yên. Nếu quan tâm, hãy quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi hơn là quan tâm đến chuyện riêng tư. Xin cảm ơn.